giới thiệu micro và loa hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về micro và loa điện có thể được sử dụng để tạo ra hoặc giải mã âm thanh nhưng trước khi tìm hiểu sâu hơn hãy nói về cách hoạt động của âm thanh nếu tôi khảy vào một dây đàn này nó sẽ rung và tạo ra sóng âm thanh sợi dây chuyển động tới lui làm chuyển động các phân tử không khí xung quanh nó những hạt đó di chuyển các hạt tiếp theo và cứ thế truyền đi trong không khí cuối cùng những hạt không khí bị va chạm đó truyền đến tai bạn khiến màng nhĩ của bạn rung lên và làm rung một số xương nhỏ bộ não của bạn giải thích những rung động đó là tín hiệu và bạn nghe thấy âm thanh nếu tôi thắt chặt sợi dây nó sẽ di chuyển nhanh hơn ở tần số cao hơn tạo ra âm thanh cao độ hơn nếu tôi nới lỏng sợi dây nó sẽ di chuyển chậm hơn ở tần số thấp hơn tạo ra âm thanh có cao độ thấp hơn độ lớn của các sóng tần số đó hoặc độ rộng của dây dao động tương ứng với lượng áp suất không khí được tạo ra và xác định độ lớn của âm thanh. Để tạo ra âm thanh bằng điện, chúng ta cần tạo ra một rung động mà chúng ta có thể kiểm soát tần số và biên độ. Màng nhĩ của chúng ta là màng rung khi diễn giải âm thanh. Chúng ta có thể tạo ra âm thanh tương tự bằng cách làm rung động màng nhăn, giống như cái trống này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xem xét các loa động. Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về cuộn cảm và cách tạo ra từ trường khi dòng điện chạy qua cuộn dây. Trong loa động, nam châm vĩnh cửu và nam châm điện được chế tạo để hoạt động cùng nhau nhằm di chuyển màng loa. Nam châm được định vị ở một đầu của cuộn dây. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây theo một chiều, các cực sẽ hút cuộn dây về phía nam châm vĩnh cửu. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây theo hướng khác, các cực của nó bị đảo ngược và nó bị đẩy ra khỏi nam châm vĩnh cửu. Màn ngăn được gắn vào nam châm điện và do đó được di chuyển vào và ra bất cứ khi nào cuộn dây di chuyển. Chúng ta có thể điều khiển âm lượng bằng cách điều khiển cường độ dòng điện và kết quả là điều khiển cường độ chuyển động của màn loa. Chúng ta cũng có thể kiểm soát cao độ bằng cách kiểm soát tần số mà màn loa di chuyển qua lại. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một chiếc loa đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần nền. Phần kim loại bạc này là mảnh cực nó phẳng ở một đầu với một hình trụ đi lên giữa loa xung quanh mảnh cực là một cuộn dây quấn quanh một ống làm bằng vật liệu chịu nhiệt cực này đóng vai trò là lõi của nam châm điện tiếp theo là một nam châm vĩnh cửu hình xuyến ở đây nó bao quanh phần giữa của mảnh cực với một khe hở không khí giữa chúng khe hở không khí cho phép cuộn dây vừa khít giữa nam châm và miếng cực để chúng có thể trượt qua trượt lại ở đầu bên kia Cuộn dây âm thanh được giữ cố định bởi một spider, đôi khi được gọi là hệ thống treo. Tại điểm này cũng được kết nối với phần hình nón, đóng vai trò là màng ngăn. Các cạnh bên ngoài của spider và màng ngăn được gắn vào khung kim loại giữ chúng cố định, trong khi vẫn cho phép chuyển động tuyến tính. Hai dây trên cuộn dây âm thanh được gắn vào màng loa, sau đó được gắn vào hai đầu nối ở mặt bên của khung. Khi cuộn dây được kết nối với một dòng điện dao động, Cuộn dây sẽ tạo ra một từ trường tương tác với các nam châm vĩnh cửu. Cuộn dây trượt trên miếng cực, kéo và đẩy màn loa vào và ra, di chuyển không khí xung quanh tạo ra sóng âm thanh. Màn loa rung càng nhanh thì âm thanh càng cao, màn loa rung càng mạnh thì âm thanh sẽ càng to. Một bộ loa toàn giải có thể tạo ra hầu hết các tần số âm thanh mà tai người nghe được, nằm trong khoảng 20 Hz cho đến khoảng 20.000 20 Hz. Tuy nhiên, để có chất lượng tốt hơn đôi khi nhiều loa được sử dụng kết hợp, mỗi loa chuyên về một phần của giải âm thanh. Loa siêu trầm hoặc loa trầm tạo ra tần số âm trầm thấp hơn. Loa trầm thường được đặt trong thùng được gia cố chắc chắn để có thể chịu được chuyển động mạnh hơn do áp suất không khí cao mà chúng tạo ra. Loa mid-range tạo ra giải tần số trung bình và đáng kể nhất. Phạm vi này bao gồm hầu hết các âm thanh có thể nghe được, như nhạc cụ và giọng nói của con người. Loa tweeter được đặt tên theo tiếng kêu the thé của loài chim, được thiết kế để tạo ra tần số âm thanh cao. Bạn thường có thể tìm thấy tất cả chúng được kết hợp trong một thùng duy nhất, với loa tweeter là nhỏ nhất, mid-range cỡ trung bình và loa trầm lớn nhất. Một loại loa khác mà bạn có thể bắt gặp là piezo. Piezo thường được gọi là buzzer vì chúng kém năng động hơn nhiều so với loa thông thường và tạo ra âm thanh chủ yếu ở âm vực cao thay vì sử dụng nam châm và cuộn dây để tạo chuyển động, màng ngăn được làm bằng vật liệu áp điện, có thể giãn ra hoặc co lại khi có điện áp. Màng ngăn được đặt trong một khung cứng. Khi một điện trường được áp lên, vật liệu áp điện co lại hoặc giãn ra khi các điện tích được đưa vào hoặc loại bỏ. Kết quả là màng loa uốn cong ra vào nhanh chóng, tạo ra sóng âm tần số cao. Một số loa piezo có thể tạo ra nhiều loại âm trong khi những loại khác sẽ chỉ tạo ra một âm duy nhất. Trong khi một số có thể được kết nối trực tiếp với điện áp DC vì chúng có mạch điều khiển riêng, một số khác yêu cầu driver bên ngoài để chúng hoạt động. Mặc dù trông hoàn toàn khác, nhưng về cơ bản, micro là loa hoạt động ở chế độ đảo ngược. Trên thực tế, trong các hệ thống liên lạc nội bộ cũ, cùng một thiết bị được sử dụng làm loa và micro, nhưng nó chỉ có thể hoạt động một trong hai chức năng này tại bất kỳ thời điểm nào vì vậy mọi người phải thay phiên nhau nói hoặc nghe chúng ta đã thấy trong loa động nguồn cung cấp năng lượng cho cuộn dây dẫn đến rung động micro sử dụng các rung động từ sóng âm thanh truyền tới để tạo ra dòng điện hãy xem cách nó hoạt động trong micro đồng trong chiến đàn pin này là một cuộn dây có nam châm có thể trượt qua lại giữa tâm của nó khi nam châm đi qua cuộn dây nó sẽ tạo ra dòng điện khi nam châm đã di chuyển qua cuộn dây đủ số lần, điện tính sẽ tích tụ đủ lớn để cung cấp năng lượng cho đèn pin. Trong micro động, tiếng ồn làm rung màng loa gắn với cuộn dây di chuyển cuộn dây qua lại xung quanh một nam châm. Điều này tạo ra một tín hiệu điện có thể được ghi lại hoặc khuếch đại trở lại thành âm thanh. Với loa, cơ cấu cuộn dây tự tính lớn sẽ tạo âm thanh tốt hơn so với màng áp điện mỏng mạnh. Tuy nhiên, với micro, màng áp điện nhỏ và nhạy là hoàn hảo để tạo ra các micro phức tạp hơn. Micro tụ điện sử dụng màng nhân áp điện kết hợp với bảng điện dung thứ hai để chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện. Sóng âm thanh làm cho màng rung động ra vào, làm thay đổi điện dung giữa các bảng, từ đó dẫn đến dòng điện thay đổi. Dòng điện do micro tạo ra có thể được ghi lại dưới dạng âm thanh hoặc được phản hồi và khuếch đại trở lại thông qua hệ thống loa micro hoạt động mạnh hơn về mặt vật lý có thể xử lý âm lượng lớn tốt hơn và không yêu cầu nguồn điện bên ngoài vì vậy chúng phù hợp cho các mục đích sử dụng như sự kiện công cộng và buổi hòa nhạc rock micro tụ điện rất mỏng mạnh và cần điện áp bên ngoài để hoạt động nhưng chúng nhạy hơn trong khi thu ít tiếng ồn hơn và nhỏ gọn hơn vì vậy chúng rất tuyệt vời để quay video và sử dụng trong phòng thu cảm ơn bạn đã xem video này nếu bạn thấy video hữu ích thì cũng có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân hẹn gặp lại bạn trong tập phim tiếp theo hoặc bạn cũng có thể nhấn vào các link video đang xuất hiện trên màn hình hiện tại